Hai con cua liên tục đào hố tìm nước, chỉ vì vài ngày trước, cái ao này dưới ánh mặt trời mùa hè Hà Nội, nước đã cạn khô như chưa từng xuất hiện, nhà cua không có thời gian để trốn thoát, nên bị mắc kẹt trong ao. Để không thành món cua một nắng, chúng chỉ có thể đào một cái lỗ, làm nơi trú ẩn tạm thời, nhưng thời gian dài không thể thế này được. Một con sếu đầu đỏ bất ngờ xuất hiện đã mang đến cho chúng niềm hy vọng, hoặc nói mình có thể đổ đầy nước vào vỏ ốc, sau đó đưa nhà cua đến một nơi có nguồn nước. Bầy cua sau khi nghe thế, đều đồng loạt chui ra khỏi hang. Sếu đầu đỏ nói rằng nó đến đây để cứu chúng. Bầy cua nghe xong đều vui mừng reo hò. Nếu cứ tiếp tục ở trong cái ao khô cạn này thì khi ánh mặt trời đốt cháy cỏ khô trong ao, đến lúc đó chúng sẽ thành cua nướng thực sự, có khi còn cháy thành tro ấy chứ. Những chú cua nghe xong thì sợ lắm, quyết tâm thoát khỏi đây. Sếu đầu đỏ nghĩ rằng âm mưu của nó đã thành công, bèn dặn cua cứ suy nghĩ cẩn thận, sau đó ngậm một cái vỏ ốc bay đi. Nhưng những con cua lúc này không biết, đó chỉ là trò lừa bịp của sếu đầu đỏ đang cố ăn thịt chúng. Ngày qua ngày, thời tiết càng khô hơn, những chú cua không còn cách nào khác là tiếp tục đào hố để tìm nước. Nhưng khi chúng nhìn lên bầu trời, thì phát hiện ra rằng đồng loại của chúng đã ngồi trên vỏ ốc của sếu đầu đỏ, bay lên bầu trời cao. Những con cua nhìn nó đầy ghen tị, tưởng nó sắp được sang ao mới. Bên này có một chú cua vì thiếu nước quá lâu nên đã ngất đi. Những con cua khác chỉ có thể sử dụng ít nước cuối cùng mà chúng đào được để đút cho nó. Nhưng không thể cứ thế này được, chỉ cần không rời đi nơi này, sớm muộn gì chúng cũng bị phơi khô. Để đến được nguồn nước phong phú mà sếu đầu đỏ nói, chú cua nói lời tạm biệt với gia đình, chủ động nhảy vào vỏ ốc. Khi nó cúi nhìn xuống, phát hiện xung quanh không có chút nước nào, chỉ có hạn hán bất tận. Sau khi rời khỏi cái ao đó, sếu đầu đỏ đưa cua lên gốc cây to, sau đó đặt nó trong tổ của nó. Lúc này sếu đầu đỏ bắt đầu lộ rõ bản chất, nói cho cua biết không có cái ao nào cả, sếu ta chỉ bịa chuyện để thịt cua thôi. Ngay khi sếu đầu đỏ nghĩ rằng bữa trưa hôm nay đã ấm no, thì chú cua kẹp chặt miệng sếu đầu đỏ, ép sếu phải thả mình xuống gốc cây. Sau khi thoát khỏi tổ, chú cua nhanh chóng chạy về phía hốc đá, sếu đỏ đuổi sát phía sau. Nhưng tới lui một lúc sếu vẫn không bắt được cua, còn khiến bản thân cắm đầu vào đá. Thấy không thể kéo con cua ra khỏi lỗ, sếu đầu đỏ chỉ có thể bay lại ao kia để tìm cua mới. Chú cua này đang cố gắng cứu cua nhà, sử dụng tuyệt chiêu phong hỏa luân lao về ao nhà, nhưng tốc độ di chuyển của nó quá chậm. Đúng lúc này một con cáo tình cờ đi ngang qua, con cua kẹp chặt đuôi cáo. Con cáo đau quá không làm gì được, chỉ có thể bỏ chạy, cuối cùng cũng đuổi kịp trước khi bầy cua bị bắt đi. Khi biết được con sếu mất nết kia muốn lừa họ, gia đình cua cùng xông lên siết cổ sếu đầu đỏ. Cuối cùng sếu đầu đỏ chết ngạt oan ức. Những con cua cuối cùng đã giải quyết được tên lừa đảo này, sau đó chúng lại cùng đào bới. Bất ngờ nước phun ra từ cái hang, ao cạn khô cuối cùng cũng đã đầy nước. Những con cua có hy vọng tiếp tục sống sót. Nhưng hamburger chỉ có 4 phần, những người ở trước mặt mỗi người một miếng, tới người đàn ông thứ 5, hamburger đều đã bị hết sạch. Mặc dù ở trên bàn chiếc bánh không ngừng xuất hiện lặp lại, nhưng cứ tới người thứ 5 là vĩnh viễn không được ăn. Cũng phải nói nắm bắt cơ hội cũng rất quan trọng. Người lấy đầu chưa chắc đã là tốt nhất, nhưng người lấy cuối có lẽ chẳng lấy được cái gì. Nhìn thì có vẻ là phân chia công bằng, nhưng thực chất lại chẳng hề công bằng. Người lấy được đồ ngon cũng là người lúc nào cũng lấy được đồ ngon, còn người không lấy được gì thì vĩnh viễn chẳng có gì. Mà tiếp theo đây lại càng kỳ lạ, 6 người chồng lên nhau, đồng thời cũng há miệng, nhưng chỉ có duy nhất một người ở trên cùng mới được ăn hamburger. Đồng thời động tác này cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng chỉ có người ở trên là ăn tới mức béo mập, người bên dưới thì gầy gò trơ xác. Cũng có thể hiểu những người ở tầng lớp cao sẽ được hưởng phúc lợi, mà những người tầng lớp thấp chỉ là bước đệm lợi ích của tầng lớp cao mà thôi. Vậy nên cho dù chúng ta có cố gắng làm việc, cuối cùng người hưởng lợi lộc mãi mãi ở trên cao. Tiếp theo là đoạn 3, một cặp tình nhân đang hẹn hò ở trong quán ăn. Cô gái cầm chiếc bánh hamburger lên cho cả cái vào mồm. Sau đó từ trong tay lại có chiếc bánh khác, nhưng lúc bạn trai quay mặt đi chỗ khác, cô há to cái mỏ nuốt chửng cả cái bánh, một cái nuốt ực cả cái bánh. Đợi tới khi người bạn trai quay đầu lại, cô gái lại biến trở lại dáng vẻ ban đầu. Động tác này cứ lặp đi lặp lại, nhưng người đàn ông lại không hề nhìn thấy. Từ đầu tới cuối cô gái vẫn bày ra vẻ mặt dịu dàng. Nói chính xác hơn là mắt thấy nhưng chưa chắc đã là sự thật. Châm biến sự thật trong cuộc sống, đây cũng là hình dáng bên ngoài của con người. Đoạn thứ 5, ba người đang cắt bánh hamburger, nhưng cho dù bọn họ có cắt như nào, bánh cũng không hề thiếu đi một góc, vẫn luôn trở về với hình dạng ban đầu. Giống như chúng ta ở trong cuộc sống, mãi mãi làm không hết việc trong đời sống, vừa xử lý xong chuyện, chuyện khác lại ập vào đầu. Chuyện này nó đã được sắp đặt hết rồi. Đoạn thứ 5, bốn người cầm tay nhau vây quanh chiếc bánh hamburger. Thấy chiếc bánh ở trước mắt, nhưng ai cũng không ăn được, cũng giống như ông chủ mỗi ngày đều vẽ cho bạn một cái bánh. Nhìn thì có vẻ trông ngon lắm, nhưng mãi mãi đều không thể có được nó. Đoạn thứ 6, sau lưng của một người đàn ông, mỗi một khoảng thời gian đều sẽ có bánh hamburger mọc ra. Ở bên dưới có 6 đứa trẻ đang há miệng, đợi tới khi bánh tự mọc ra thì ăn. Cái này chính là giống như thầy Huấn nói, không làm mà đòi có ăn. Đoạn thứ 7, một cô gái đang đói meo mắt nhìn chằm chằm vào lỗ thức ăn, há miệng sẵn đợi bánh hamburger chui vào miệng, thấy chiếc bánh rơi mất, lại chẳng thèm vươn tay ra để lấy. Mặc dù hamburger sẽ không ngừng được đưa ra ngoài, nhưng từ đầu tới cuối người phụ nữ này vẫn không thể ăn được bánh. Chế nhạo trong cuộc sống này, khi bản thân có được cơ hội mà cũng không thèm chủ động bắt lấy cơ hội, cho dù là cơ hội đã ở ngay trước mắt, lại không hề biết nắm bắt.
Nhưng cơ hội thì sẽ không đợi con người, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng trôi qua. Nếu như có một ngày hamburger đổi thành khoai tây chiên, nhưng nếu như vẫn không thay đổi, kết cục vẫn giống như trước mà thôi. Quả thận hỏng nát bét đang nằm ở góc phố, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm xin lỗi. Điện thoại trong tay vẫn đang phát video mà bản thân nhận giải. Trước đó quả thận vẫn là một chàng trai bóng bẩy, cơ thể cùng với khí quan sống vô cùng hòa thuận. Hôm đó anh thận đột nhiên nhận được tin nhắn của người bạn là Acid Uzik. Hai người vừa nhìn giống như là kẻ thù, nhưng nói chuyện lại rất hợp. Trò chuyện ở trên mạng không giấu nổi niềm vui, sau đó liền gặp mặt ngoài đời. Hai người cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau đi xem phim. Trong lúc ăn uống vui vẻ, anh thận đang dần dần mất đi bản thân. Anh còn đem Acid Uzik giới thiệu cho bạn tốt của mình. Nhìn thấy dịch thể ở trên người của Acid Uzik, những người còn lại bị dọa cho sợ vãi xít bỏ chạy. Rất nhanh đã tới sinh nhật 50 tuổi của anh thận. Bạn bè cũng nhiệt tình tổ chức cho anh thận tiệc sinh nhật. Tuy nhiên thời khắc cửa thang máy mở ra, tất cả mọi người đều cụt hứng. Mặc dù buổi tiệc vẫn được tiến hành như bình thường, nhưng Acid Uzik lại làm loạn cả lên. Nhân lúc anh thận không chú ý, cố tình đem bánh sinh nhật đẩy vào rèm cửa. Lúc này lửa bắt đầu bén, thấy lửa lớn đang hừng hực, còn cố tình kéo anh thận cùng nhảy nhót. Thấy lửa ở trong mắt của Acid Uzik, anh thận càng trở nên căng thẳng. Ngày hôm sau thận bắt đầu cảm thấy cơ thể không ổn, muốn xin nghỉ phép một ngày, lại bị mọi người cà khịa đều là bởi vì quả thận kết bạn lung tung. Chính lúc này Acid Uzik đột nhiên gửi tin nhắn cho quả thận. Bàn chân bạn tốt của quả thận đang bị trói lại nướng trên lửa. Thấy dáng vẻ đau đớn của bàn chân, quả thận cảm thấy vô cùng hối hận, muốn xóa bỏ bạn bè với Acid Uzik, lại phát hiện không thể xóa được. Còn nhận được video đại cơ quan đang bị tra tấn, thấy những người bạn tốt cứ lần lượt bị Acid Uzik tra tấn, quả thận tự trách bản thân, luôn miệng nói xin lỗi. Chính lúc này, từng cơ quan trong cơ thể bắt đầu phát ra cảnh báo, bọn họ đều cùng nhau chỉ trích quả thận tại sao lại độc ác như vậy. Quả thận vô cùng hối hận, nhưng trừ câu nói xin lỗi ra thì chẳng làm gì được cả, mà bản thân của quả thận cũng bởi vì bị Acid Uzik làm hại, trở nên càng ngày càng yếu, cuối cùng nằm ở trong lòng Acid Uzik, từ từ nhắm chặt hai mắt lại. Người đàn ông đem người sống trở thành bàn ghế, mỗi ngày bọn họ đều phải quỳ, ngay cả đèn cũng là tay của người sống cầm. Từ trong miệng người lấy chiếc chìa khóa, chuẩn bị ra ngoài đi làm, nhưng không thể ngờ phương tiện di chuyển của người đàn ông khiến nhiều người bất ngờ. Vậy mà lại dùng sức người làm xe, chỉ cần có 3 đồng là có thể lên xe. Ở thế giới này tất cả đồ vật đều là con người. Chỉ cần có tiền, ngay cả đèn xanh đèn đỏ cũng là người. Chỉ thấy áo mở ra thì chính là đèn xanh, một ngày có thể kiếm được 99 đồng, sắp muộn giờ làm tới nơi rồi. Thế là bọn họ phải tăng tốc chạy tới chỗ làm, vốn tưởng rằng tới đây rồi sẽ không có gì đặc biệt. Cho tới khi ánh mắt của ta đã va phải một người đàn ông nặng 250 cân. Thang máy cũng là dùng sức người, đúng thật quá đáng sợ. Cùng nhớ lại ban đầu, người đàn ông đầu chóc này ở thế giới này chính là dưới một người mà trên vạn người. Đem đầu của người sống làm đèn, và những người khác làm bàn ghế, nhất định là chi không ít tiền. Do vậy có thể nhận định người đàn ông này là ông lớn. Chỉ đáng tiếc đó là sai. Xem tới cuối cùng, chúng ta sẽ thấy lắc mắt về sự thật. Người đàn ông đầu chọc vẫn mở tủ như thường lệ, để xong cặp và áo. Sau đó anh ta lại đi thẳng tới cửa văn phòng, tưởng rằng anh ta sẽ vào trong làm việc. Nhưng đáng tiếc là anh ta đột nhiên nằm bò xuống sàn. Anh ta vậy mà lại bị người khác dẫm lên người. Đây cũng thể hiện rằng, có tiền có quyền, rốt cuộc thì chúng ta cũng chỉ là công cụ, nai lưng ra kiếm tiền làm giàu cho các sếp mà thôi.